Hello, xin chào cả bạn. Thì ngày hôm nay thì mình vừa sơn xong bộ nhung trên đĩa này, thì mình mang đi quay cho bạn xem luôn. Đó thì sơn lên cái màu này thì cũng khá nhìn khá là lởi. Đó, thì cái này thì do một bạn bình luận thì dưới bạn bảo mình sơn cái bộ nhung trên đĩa màu này đi. Đó thì mình cũng sơn theo cho bạn xem. Thì bây giờ mùng 4 Tết mình cũng đi quay luôn cho các bạn xem nào. Đường cũng khá là đông rồi. Đó, đường kia đấy, người ta cũng khá là đông rồi. Đó, mình đi quay cho bạn xem luôn. Đó, nhìn cái bộ này thì cũng khá là nổ nha. Thì mình vài hôm nữa thì mình cũng thay luôn cái bộ nhôm sinh diễn này thôi. Nên là mình cũng sơn cho bạn xem. Bạn nào thấy đẹp hoặc là thấy hay ấy, thì cũng có thể lên sơn. Đó, mình chỉ sơn gọi là cho vui thôi, tại vì mình cũng sắp thay bộ nhôm sinh diễn mới rồi. Bộ này khá là cũ rồi, mình đi khá lâu rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn xem nha. Ok, vệ sinh qua nó bằng dầu Dao nhé. Mình sẽ sử dụng giáp 240 để mài qua này. Theo thì mình sử dụng đến sơn lót 1K. Thì mình hết sơn xịt lót rồi, thì mình sử dụng đến sơn lót bằng máy này. Sơn màu xanh nước chuối này lần 2 nhé.
Noel.